Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Liệu Tô Đại Tướng có đạt được tham vọng độc chiếm ngôi cửu trùng? Ngày 26 tháng 3, blog Gió Bắc trên AFA Tiếng Việt bình luận, ai có thể ngán đường Tô Đại Tướng? Tác giả cho rằng, giới quan sát hiện đang quan tâm, bàn luận về chủ nhân cái ghế trống chủ tịch nước và hệ quả tiếp theo của các trụ cao nhất trong tứ trụ. Với các diễn biến dồn dập gần đây, Tô Đại Tướng đang một mình một ngựa tiến tới ngôi vị cửu trùng các đối thủ cạnh tranh không ai có đủ thế và đủ lực để xem là đối trọng. Theo tác giả, Phạm Minh Chính đang giữ ghế quyền lực thứ hai nhưng lại có tì vết trong mối quan hệ với Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đàn em thân tín của Chính ở Quảng Ninh đang nằm trong tay Bộ Công an. Lực của Chính không đủ mạnh và tình thế phần nào đó trong trên. Vẫn theo tác giả, Vương Đình Huệ nắm quốc hội, được tổng trọng ưu ái, có thế lực Nghệ An đông đảo từ Bộ Chính trị đến Trung ương đảng. Huệ đã nhiều lần ngán chân chính, trong các quyết sách của chính phủ nhưng lại luôn phục tùng tuyệt đối những chính sách dự luật do Bộ Công an đề xuất. Và đây là hình bài bình luận trên blog Gió Bớt AFA. Tác giả đặt câu hỏi, ông Huệ độ lượng bao dung hay đang bị Tô Lâm bắt thớp? Vụ ca sĩ Hương Tràm đi nước ngoài sinh hai con, trong khi báo chí lề đảng cho rằng thông tin này sai sự thật, thì trên mạng xã hội hình ảnh các bé được loan truyền vô tư, không ai bị phạt vạ, khởi tố theo điều 331 báo chí lại đảng cũng làm ngơ không đấu tranh với thế lực thù địch này. Tác giả Mỹ Mai nói về đạo đức cách mạng, chuyện sinh con ngoài luồng rất ư là hệ trọng, lưỡi gươm thần chết đang treo lơ lửng trên đầu ai đó. Tổng trọng thì sao? Tác giả chăm biếm, dù đang ngự trên đỉnh cao quyền lực, dù trí tuệ đồng phép Mark Lenin, Mao Trạch Đông có đủ, nhưng độ trung thành, tính cẩn của cấp dưới với cụ tổng chưa bao giờ tuyệt đối. Kẻ gom củi cho cái lò quyền lực của cụ đã đốt cả củi tươi dưới chân quanh lưng cụ, gót chân asin tuổi tác và điều lệ đảng về số nhiệm kỳ là nguy cơ có thể bị đảo chính bất cứ lúc nào. Lực không đủ mạnh, thế càng yếu, vận hạn cụ chỉ trông chờ vào trí tuệ, mát, lê, mau. Ngược lại, tác giả đánh giá, Tô Đại tướng đang có binh hùng lực lượng vô song với tiềm năng thập diễn mai phục trùng trùng điệp điệp khắp nơi. Qua các đại án đã và đang điều tra, nhiều bộ ngành trung ương như y tế, công thương, giao thông vận tải đã trở thành con tin của Tô. Và đây là hình Tô Đại Tướng có binh hùng tướng mạnh đang một mình một ngựa tiến đến ngôi cử trùng ai có thể cản được. Qua chiến lược luân chuyển giám đốc công an tỉnh, Tô Lâm đã có tay trong quyền lực ở hầu hết các đoàn đại biểu tỉnh thành. Nếu cần gom phiếu ở ban chấp hành trung ương và đại hội đảng, chắc chắn Tô Lâm sẽ có số phiếu cao tuyệt đối. Tô còn vượt quyền trong quan hệ đối ngoại với cả Trung Quốc và Mỹ. Khi tiếp xã giao Trần Tư Nguyên, thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc, Tô Lâm đã đề nghị nhiều vấn đề hợp tác cụ thể với Thiên Triều. Với Mỹ, Tô đòi hỏi phải cung cấp khoa học, trí tuệ, công nghệ để Việt Nam sử dụng đàn áp nhân dân và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tác giả bình luận, sử dụng nguồn lực kinh tế, khoa học công nghệ của Mỹ và các biện pháp tàn bạo trấn áp người dân của Tàu cộng để củng cố chế độ độc tài, chính quyền chuyên chính vô sản, Tô Lâm quả tài trí kinh bang thế tế song kiếm hộp bích. Đa số trong Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bị Tô Lâm nắm thóp, con đường thâu tóm quyền lực của Tô Lâm hanh thông rộng mở. E rằng Tổng trọng không thể lập lại chiến thắng phút 89 như đã từng lật kèo quật ngã đồng chí X. Tác giả nhận định, những ai cản đường Tô, may mắn sẽ theo chân phúc, thưởng, tự nguyện về vườn. Kém may mắn hơn, sẽ cùng hợp Trung ương Đảng với Đinh La Thăng, Nguyễn Thành Long nhưng chính trường nhà sản thì đầy rẫy mưu mô thủ đoạn. Tô lộ hình quá sớm, đường đua còn dài, chỉ cần lỡ một bước cũng có thể suốt đời ôm hận. Gây nợ quá nhiều, nếu tô ngã ngựa, kết thúc sẽ cực kỳ thê thảm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Liệu tô đại tướng có đạt được tham vọng độc chiếm ngôi cửa trùng hay không? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Bộ trưởng Công an đang can thiệp sâu vào vấn đề nhân sự của Việt Nam. Ngày 25 tháng 3, AFI Tiếng Việt có bài phỏng vấn giám đốc nghiên cứu Binodi Trilodi, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp, Bài phỏng vấn có tựa đề Việt Nam, Chủ tịch nước bị cách chức, Tổng bí thư bị tím quyền Ông Trilody nhận xét, trước hết, việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phải từ chức là một sự kiện có nhiều ý nghĩa. Ông thấy được ba bài học từ tính chính trị và tình thế. Và đây là hình bài phỏng vấn của ông Trilody trên AFI. Thứ nhất, kể cả người được ông Trọng bảo vệ cũng ngã ngựa, có nghĩa là ông Trọng không còn mạnh như trước đây. Nên nhớ, cách đây ít lâu, đích thân ông Trọng đã can thiệp để bảo vệ ông Võ Văn Thưởng vì một vài rắc rối liên quan đến gia đình. Nhìn từ khía cạnh này thì đây là một điểm rất đáng quan tâm. Thứ hai, để buộc chủ tịch nước từ chức, người ta lôi lại một vụ tham nhũng từ cách đây 12 năm khi ông Thưởng làm bí thư tỉnh Quảng Ngãi. Có thể thấy, đây chỉ là một cái cớ chính trị để hạ gục một người hiện trở thành mối nguy hiểm cho những mục tiêu và tham vọng của một số người khác. Thứ ba, chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng. Hiện giờ chiến dịch này được điều hành trực tiếp từ Bộ Công An dưới trướng ông Tô Lâm. Ông Celody cho rằng một điểm khác cần lưu ý khi Tổng Bí thư nắm giữ chức Chủ tịch Tiểu ban Nhân sự, ông Trọng muốn ảnh hưởng đến việc chọn người kế nhiệm. Tuy nhiên, việc ông Thưởng bị loại cho thấy ông Trọng không còn ảnh hưởng đến việc bổ nhiệm người kế nhiệm trong tương lai. Và đây là hình ông Tô Lâm nhân vật trung tâm tạo ra những xáo trộm nhân sự lãnh đạo hiện nay. Tuy nhiên, ông Choudary đánh giá những xáo trộn trong nội bộ không có ý nghĩa là bộ máy nhà nước Việt Nam sụp đổ mà ngược lại lại được củng cố. Đây chỉ là một cuộc tranh giành những vị trí trống và để biết được thực sự rằng liệu nhân vật quyền lực hiện nay, Bộ trưởng Công an có đạt được mục tiêu của ông hay không. Đối với quốc tế, ông Choudary nhận định hình ảnh của Việt Nam sẽ bị tác động vừa phải bởi các chuyên gia về rủi ro chính trị của những đại tập đoàn, những nhà đầu tư nước ngoài lớn không thấy mầm móng bất ổn trong nước, cho nên tác động kinh tế từ những biến cố chính trị sẽ ở mức vừa phải. Theo ông Trelody, giới chuyên gia về chính trị ở Việt Nam thường mượn từ tin đồn, tin nói hớ để hiểu được chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Đối với ông, tất cả những đồn đại này chỉ là các giả thuyết. Một trong những giả thuyết đó là sẽ chọn ra một ứng viên thay thế ông Võ Văn Thưởng từ nay đến tháng 5. Nhưng nhiều nhà quan sát nghi ngờ là liệu quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân có giữ chức vụ này thêm một thời gian hay không? Và đây là hình những người đủ tiêu chuẩn để trở thành ứng viên chức Tổng Bí Thư khóa 14. Ngoài ra, có những giả thuyết là gặp hai chức Chủ tịch nước và Tổng Bí Thư như trước đây. Tuy nhiên, sức khỏe của ông Trọng hiện nay không đủ để giữ cả hai vị trí. Vẫn theo ông Trế Lô Đi, Bộ trưởng Công an có thể cũng muốn kiêm nhiệm cả hai chức Tổng Bí Thư và Chủ tịch nước. Đừng quên, ông Tô Lâm đã từ chối giữ chức chủ tịch nước. Điều quan trọng đầu tiên đối với ông Tô Lâm có lẽ là phải tìm ra được người kế nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Công an. Vị trí này có tầm quan trọng đối với ông Tô Lâm bởi vì phải để những chiến dịch chống tham nhũng trong tương lai không động đến ông ấy. Cho nên ông Tô Lâm cần một trợ thủ đắc lực để ông có thể rảnh rang giữ chức vụ mới. Nhưng đó chỉ là những giả thuyết. Ông Trelody nhấn mạnh, điều chắc chắn là ông Tô Lâm hiện là nhân vật trung tâm của công tác bổ nhiệm các lãnh đạo lớn sắp tới của bộ máy nhà nước Việt Nam, nên ông ấy sẽ cân nhắc và tính toán. Và có thể nói chắc chắn, chính ông đã khéo léo can thiệp đến chuyện xảy ra hôm nay với sự từ chức bất ngờ của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ trưởng Công an đang can thiệp sâu vào vấn đề nhân sự của Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.